bây giờ em sẽ là phụ bên đoàn đó, hướng dẫn cho hộ dân kinh doanh đó, để tả cái ốp này về điện thoại, và bên Viettel họ sẽ cung cấp cho một cái hộ kinh doanh đó một cái mã code, để khi người dân vô mua hàng á là người ta quét cái mã code đó, đóng tiền qua đó, không có đóng tiền mặt nữa. Nó sẽ hiện lên một cái tên của họ, của anh đó, là có số điện thoại với là tên của anh đó. Sau khi đó là anh khách hàng vô đó là anh gửi khách hàng là quét cái này, sau là chuyển bao nhiêu tiền là chuyển vô đó. Dạ, là số tiền bao nhiêu là chuyển hết vô đây, anh thấy không? À. Dạ đúng là y như là tài khoản ngân hàng, ví dụ anh có thể chuyển tiền tất cả các ngân hàng. Thì thấy không? Xong đó là khách hàng sẽ quét cái mã này nè, đó là nó sẽ ra một cái số cái tiền của mình đang bán hàng này, với là cái số điện thoại khách hàng chuyển tiền vô là nó sẽ ra số tiền, cái nó chuyển tiền vô nó ra cái đây này đó, là nó ra cái tiền mà khách hàng thanh toán cho mình, nó bố về cho số tài khoản bên điện thoại của mình đó là bao nhiêu tiền á, mình làm sao thì mình giấu cái trước cái đây nè, rồi khách hàng tới họ không đem tiền mẹt á thì nó sẽ chuyển khoản vô cái này, họ quét cái mã này, họ chuyển vô. Ví dụ như là chị muốn rút tiền á là nó sẽ liên kết tất cả các ngân hàng của mình. Cô ơi! Ơi đây! Lấy con 2 lốc sữa Milo cô. 2 lốc sữa Milo hả? Dạ. Lớn nhỏ? Dạ là lớn đó cô. Cô tiền bạc và chuyển khoản làm gì cũng được hết. Rồi phải cho con xin cái ốp con chuyển khoản. À đây, đây con. Hết bao nhiêu tiền cô? 28 là 56, 29 là 58 nè con. Rồi rồi. Nguyễn Thị Ban đúng cô? Ừ, đúng. Dạ qua rồi cô. Rồi. Dạ. Cứ chuyển khoản về đó cho nó tiện. Dạ. Do có người 5.000, 10.000 mấy đứa nó mua cái máy lửa nó cũng chuyển luôn. Dạ dạ. Chị thấy nó rất là tiện lợi. Ví dụ mua nhiều người họ không có tiền á, nó không đem tiền mặt là nó tới nó mua xong rồi chuyển khoản cho mình rất là tiện, mà chị cũng tiện nữa. Ví dụ như chị mua hàng của người ta là xong rồi người ta giao hàng cho chị cũng chuyển hàng vào tài khoản cho họ luôn, khỏi trao đổi bằng tiền mặt luôn. Mà đa số nhiều nhất là những cái thanh niên và những cái tuổi nó cũng tầm khoảng 40 trở lại thì tất cả là họ điều chuyển như đó hết. Rất là tiện cho mình. Mình không có sợ tiền gì, một ngày mình bán hay mình xếp tiền hay mình cắt đồ vậy, cứ mình vào trong tài khoản mình chuyển cho người khác. Những người già đồ vậy họ mới đi đến họ mua, họ cầm dùng bằng tiền mặt thôi. Còn tất cả là họ điều chuyển hết. Từ một lốc sữa đến cái máy lửa 5.000 họ vẫn chuyển. Không có tiền họ đi ta không tới họ vẫn mua, họ vẫn chuyển vô được. Như chị vừa rồi ở trong Sài Gòn á, là họ mua hàng ngoài này nhưng họ chuyển hết trong đó cho mình. Ở ngoài này chồng chị chỉ coi là tài khoản đã đến rồi thì là bên đó chị nhận thôi. Ảnh cũng khỏi cần điện với chị luôn. Rồi chị kiểm tra trong đó thì chị điện về cho ảnh là chị đã nhận bao nhiêu của người nào đó là ảnh tự biết thôi. Như hồi trước kia đó là chị chưa có có thể như đây thì là khi mà nó đem mấy đứa cháu đem tới nó làm thì mới khi đầu là chị nói là chị không có biết, cho nên chị lớn tuổi rồi chị không có cho nó đạt đây, nhưng mà khi mà nó đã hướng dẫn với chị đó một bữa rồi xong rồi là từ cái đó là chị thấy nó rất là tiện lợi, rất là văn minh với so với ở quê mình bây giờ. Chị cũng không suy nghĩ ra đến mức độ mà nó tiện cho mình như vậy. bọt này 450 nè. Còn cái này em? Dạ, cái đó 300. 300 hả? Không, có cái này 350 này. Cái này nó một khoảng ở đây luôn hả em? Một khoảng hết chị. Khoảng cái này là bạn vừa tiết kiệm, chị ấn cái nào chị chọn. Cái này là 300. 350. 350. Cái này 300. Dạ. Cái này người ta xài nhiều hơn. Cái này xài nhiều hơn hả? Cái này Vậy thì em lấy cho chị cái đây nha. Dạ rồi. À mà em, có hòn mình bón đó, mình có chuyển tài khoản không? Dạ có, em có nhận tài khoản. À, chị chuyển đi, chị tài khoản này. Dạ. Cái này là 350. Dạ đúng rồi. Rồi chị chuyển khoản đi. Dạ rồi, có rồi chị, cảm ơn nha. Ra đem cái hộp là xe để mình cầm đi. Chuyển khoản này nó cũng nhanh của em đi. Dạ dạ, giờ nó tiện lợi. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Hiện tại là ở quê mình cái việc ứng dụng và thanh toán qua tài khoản này nó cũng chưa được rộng rãi lắm. Khách hàng cũng khoảng cỡ độ 50% thôi, nhưng mà nó tiện cái là những món tiền lớn là mình có thể lưu giữ trong, mình sử dụng tài khoản thì mình cắt tử hoặc là mình chuyển tiền hàng hóa lái này cái bản tiện hơn, tránh trường hợp thanh toán tiền mặt để giảm thiểu, ví dụ như mang tiền mặt quá nhiều hoặc là đôi lúc là mình không có kiểm soát được thì cái nguồn hàng ra hàng mua thì thông qua tài khoản sẽ tốt hơn. Cái này thì cũng không có khó khăn gì đối với họ, bởi vì chủ yếu là họ có sử dụng tài khoản không thôi. Thì đa số hiện tại là có sử dụng tài khoản, thì cái chuyện chuyển qua ngân hàng này ngân hàng kia để thanh toán là chuyện bình thường của họ thôi. Anh lấy cho em cái thẻ cầu 20 đó anh. Việc theo anh. Đăng ký luôn nha anh. Rồi em quét mã ngang. Em quét. Ra đây. Anh thành công là được ăn. Trời. Trời. Trời, em nhận được đây. Để có cái khách hàng tới là mình cũng nói hướng dẫn người ta bây giờ người ít chỗ nhận tiền mạng, bây giờ mình nhiều chỗ bây giờ thuận tiện cho khoảng cần có tiền cái đồ những lượng. Mình chuyển khoản mình quét QR, quét QR nó chính xác, khoảng cần nhập. Rồi giúp cho được nhiều người lắm chứ, thì giúp cho thanh niên này người ta cần tiền lúc cần góp người ta có chuyển tiền tới người ta nhận tiền mạng, bạn là giúp chuyển cho ai đó, bạn là người già người lớn tuổi thì người ở xa chuyển về gửi về để mình ra mình lấy tiền, đặt tiền tới nay chuyển đi cho con cá đi học đó. Tiện như mình là buôn bán thì mình cũng trao đổi qua tiền chuyển khoản hết, như em mua bán bất cứ cái gì em cũng chuyển khoản hết chứ em không có đưa tiền mặt em đâu, em ngồi tại nhà thôi chứ em không đi đâu, là mình muốn mua cái hàng gì đó là mình cũng chuyển khoản cho người ta thôi chứ mình cũng không muốn đi mua hàng. Đa số là họ chuyển hàng qua cho mình chuyển hàng để chuyển tiền đi, nó mua kem mua đồ nó ăn gì cái cô quê con chuyển khoản ngang rồi nó tự nó chuyển qua thôi chứ, rồi nó có số tài khoản nhiều đứa nó lưu sẵn rồi đó là nó chuyển qua. Thứ nhất ăn uống, thứ hai là nhiều người cần tiền đó là nhờ mình chuyển. Người mà chuyển 1 triệu 200, 500 rồi đó là mình chuyển giùm thôi, mình không có lấy phí người ta. Hai vợ chồng định giữa mở dịch vụ đó rồi, chỗ đây rồi, mà cái thằng yêu bính nó mở rồi cái không làm nữa chứ. Cảm nhận rõ ràng là kinh tế phát triển này, rồi tình hình gọi là kiểu như là cập nhật thông tin thì họ cũng tốt rồi, nên là rất là tiện lợi trong việc buôn bán. Khả năng phát triển là còn rất là cao và rất là nhiều người để sẽ tiếp cận được cái hình thức thanh toán qua tài khoản này, giảm thiểu lượng lưu thông tiền mặt, chắc chắn là nó nâng cao về nhân trí rất là nhiều rồi, thể hiện sự văn minh rất là cao vì họ tiếp cận được nhiều thứ mới hơn nữa. Thì quá thay đổi, quá văn minh, quá phát triển. Chị nhìn thấy là cuộc sống đây cũng đầy đủ rồi, việc làm ở đây thì người ta cũng có việc làm nên chỉ theo như chị nhìn nhận trong cái đoạn đường của chị thì những người nào trước kia hồi xưa giờ họ đi làm Sài Gòn thì họ quen trong đó thì họ sẽ làm trong đó, còn ở ngoài mình thì cái số nào ngoài đình thì họ vẫn có công an việc làm ổn định hết, họ vẫn ở đây họ làm. Thì thời đây nó cũng phát triển như trong đó thôi, có công an việc làm họ sẽ làm có tiền để trang trải cuộc sống của họ.